Dạ con xin chào cô bác. Hôm nay tụi con xả một ít máy dầu để cô bác tham khảo cô bác. Tầm khoảng là 1-2 bữa nữa là bên chủ tiệm mới bên con bên kia đó cô bác là sắp xây xong rồi. Vì tầm khoảng là gần khoảng 100 cái máy dầu, 100 cái máy. Vì nếu mà cô bác nào mà kiểu yêu cầu xài máy nào thì cô bác yêu cầu con quá, tầm khoảng 1-2 bữa nữa là bên con máy gì à? Tầm khoảng 100 mấy cái cô bác. Cho nên là hôm nay tụi con xả cô bác không ít máy dầu nè. Em này thì là Văn Ma có tới 70 gió bá dê cô bác. Đồ đạc con thấy còn khá là liền lạc luôn. Dè rồi chụp heo rồi đầy đủ hết nè. Thiếu mỗi là cái kiểu chụp trái đèn quá. Chứ còn chụp cái trái đèn vậy phần kính thì con thấy nó bị kiểu bị nứt quá. Bị nứt rồi. Còn bóng đèn trong mà tụi con chưa câu ha. Nếu mà cô bác nào mà kiểu không sử dụng á, con đề nghị cô bác tháo ra luôn quá. Hai ngóc này nè. Đó. Đây. Cô bác thả lỏng ra, nhả ra lỏng ra cô bác. Cái gịch ra cái ok à. Còn mấy nhành này cô bác cứ việc đập. Đập cho nó sát vô trong cái máy. Bạn thấy gọn quá. Gọn. Chứ thấy này. Còn cái phần chụp này nếu mà cô bác muốn lấy á thì tụi con còn quá, còn mấy chụp trái đèn này nè. Nếu cô bác lấy thì cô bác yêu cầu bên con. Bên con kiểu gắn vô cho cô bác ha. Mà sao cô bác coi nè. Máy này thiếu tâm quá. Máy này khi về bên con là hoàn toàn chưa có bung mở chỉnh sửa gì hết. Đây cô bác coi bên trong máy nè. Máy vi áp thì con thấy nó hơi bị ngã màu quá. Nhưng mà con thấy nước sơn ghim nó còn nè. Đây cô bác coi, này nước sơn ghim không quá. Nhưng mà hơi bị phai à. Đây các bác coi. Lóc bên trong nè. Ở trên thì thấy hơi bị ố quá. Dưới thấy còn khá là sáng. Còn nhớ cùng mới chát qua. Mới chát á. Ốc bù còn thấy nguyên viên hết nè. Chưa dấu chạy mở hết cô bác. Đây các bác coi. Nắp ráp nè. Ốc rồi cũng hoàn toàn chưa có dấu chạy luôn. Máy là hoàn toàn nguyên viên quá. À, bên con là chưa có bung mở đụng chạm gì bên trong máy hết. Áp chụp cò nè. Thì con thấy là nước sơn ghim bị chóc á. Lộ ra cái màu của nó, màu trắng của nó nè. Nó chưa có bị ố nè cô. Thấy còn sáng. Cái cạnh ốc là chưa thấy dấu chày nè. Ốc nắp ráp rồi con thấy cũng còn rất là mới quá. Chứ còn đẹp. Cái cạnh là hoàn còn chưa dấu chày nè. Đây quá coi nè. Bét tụi con thấy là nguyên bản quá. Đây bác coi tham khảo máy nha. Đó, ốc nè. Con chưa thấy dấu chày quá. Nắp ráp càng thấy sơn thấy còn đẹp. Nhưng mà hơi bị kiểu ố nhẹ quá. Kiểu để lâu trên bãi hơi bị phai. Cái heo con máy chắc cũng ít sử dụng lắm cơ. Đang thấy nắp ráp bên trong sơn ghim còn. Nếu mà mình chạy nhiều quá thì cái sơn ghim nó bị chóc quá, bị nổ quá. Coi vô bác cũng còn quá là mới luôn. Chụp heo đầy đủ hết nè. Bàn ga còn mới chát á. Còn về phần cắt nước thì tụi con bao là không gịnh không xì quá. Bên trong thì hoàn toàn là chưa có bung mở gì hết. Co nước rồi cũng nguyên viên nè. Ram trước rồi cũng chưa có đụng chạm gì hết quá. Thì bác coi ốc nữa nè. Đó. Bạn còn chưa có dấu chạy trước bung mở gì hết. Nắp nước rồi bảo nhớ cũng nguyên bản luôn. Để con quay bên trong thùng dầu quá tham khảo ha. Máy thấy thiếu lượt quá. Tại thì bên con cũng hết lượt rồi. Đây. Dài dầu hơi đục quá. Thấy ở trên còn đẹp mà dưới bị ố quá. Thùng dầu con thấy hơi xấu. Bởi dưới nhận thấy bị ố với bị xét nè. Quá coi đóng một lớp quá. À, còn trên này thì thấy rất là mới nè. Heo con này chắc người ta để trên bãi quá. Mà kiểu còn dầu trong này nè. Rồi nó đóng lên. Đây các bác coi. Nó bị ố gì bị xét ngoài vậy quá. Khoan rồi đầy đủ hết quá. Dễ con nhà tài. Xếp máy này lên quá tham khảo quá. Hôm nay tụi con xả hàng luôn. Để chuẩn bị kiểu gì. Cho cắm kho quá. Để chuẩn bị một hai bữa nữa là máy dầu mới về. Tầm khoảng gần 100 cái của anh.
chưa trời. Gà chưa trời. Gà sống gì trời. Chưa xíu. Tại thì nó còn ăn gà sống quá. Còn dịnh tiếp tại. Đây, nó nghe bơm. Cái bàn gà của nó hiện tại là gà sống quá. Nếu cô bác nào muốn biến, muốn kiểu cho thằng gà chết luôn á, cô bác cứ yêu cầu con xiết con ốc bên trong lại cô bác, là cứ ngắt à. Còn nếu cô bác muốn để gà chết thì cũng bán gì luôn, thấy cũng không có ảnh hưởng nha cô bác. Tại vì kéo tầm hơn nửa gà mới hồi lại ha thầy. Can ti thì không có kiểu suy dịch hết cô bác, có nhớ cũng nhiều chuyện luôn. Hiện tại tụi con bán giá 4 triệu 3 các bác. 4 triệu 3 bao ship. Máy thì nguyên bản luôn. Không có bung mở với đụng chạm hết các bác. Đồ đạc con thấy cũng khá là đầy đủ nè. Tem nó thấy cũng còn quá, nhưng mà thấy hơi mờ rồi. Máy thì thấy hiện tại là đồ đạc còn nguyên zin hết luôn. Qua bồ rửa. Về chụp heo con thấy đầy đủ hết nè. Hiện tại tụi con bán giá 4 triệu 3 các bác. 4 triệu 3 bao ship. Quán nào mà tham khảo máy này thì liên hệ số điện thoại cho mình quá. Nếu mà cô bác nào mà muốn góp ý thêm ý kiến nào hoặc là có nhu cầu sử dụng máy máy khác quá thì cô bác cứ việc liên hệ với số điện thoại trên màn hình bên con. Bên con nãy là mới về tầm khoảng mười mấy cái máy thuộc dòng NS của bác. Tụi con sẽ cố gắng tranh thủ hết mức để mà lên sóng cho cô bác tham khảo. Con cũng xin cảm ơn cô bác đã xem hết clip quá. Con xin hẹn cô bác các clip tiếp theo. Xin chào cô bác.